Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ lụt Trịnh Châu, sự thật lạnh lùng ẩn sau dòng lũ xiết. Thành phố Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam đã hứng chịu một thảm họa lũ lụt hy hữu, toàn bộ thành phố bị tàn phá bởi dòng nước chảy xiết, cướp đi sinh mạng được cho là hàng nghìn người. Thảm họa thiên tai nghìn năm có một. Mới đây, một đoạn video do người dân ở Trịnh Châu đăng tải đã cho thấy cơn sóng vàng cuốn trôi dân chúng và xe cộ, ngập đường hầm trên đường Kinh Quảng, tràn vào tàu điện ngầm và nuốt chửng những đoàn tàu vẫn đang hoạt động với tốc độ nhanh, nước ngập đến ngực của nhiều hành khách trên tàu. Trong khoang tàu đầy nước, tối om một ngạt ấy, họ đứng lặng lẽ nhìn sau với ánh mắt vô vọng và bất lực. Một sự im lặng đáng sợ, chỉ có âm thanh của nước lũ là không ngừng ào ào chảy xiết, len lỏi qua các khe hở của tàu điện ngầm. Mực nước bên ngoài bắt đầu cao hơn trong khoang tàu. Có người giơ tay chạm lên tấm kính thành tàu, chỉ thấy mực nước bên ngoài đã cao hơn tầm tay. Mỗi người đều giơ tay, một tay nắm chặt, tay nắm bên trên thanh sắt để không ngã hay trôi đi. Đó là sự bấu víu tồn tại duy nhất lúc ấy. Có lẽ sẽ nhanh chóng nhấn chìm tất cả, cảm giác đếm ngược từng giây của những con người dưới lòng đất thật kinh hoàng. Tác giả của đoạn video này có thể sống sót hoặc có thể đã ra đi mãi mãi theo dòng lũ. Và đoạn video ngắn ngủi này là một trong những kiểm chứng đem lại sự thực cho chúng ta. Sau khi lũ rút, lộ ra vô số thi thể các nạn nhân nằm la liệt trên đường phố và các ga tàu điện ngầm. Lượng lớn phương tiện bị lật đổ chất đống ngổn ngang trên đường, nhiều phương tiện còn chìm trong nước. Quang cảnh hỗn độn không khác gì vừa trải qua một cuộc chiến. Trận lũ lụt lần này đã gây ra những tổn thất khôn lường về người và của. Mặc dù đại thảm họa đặc biệt ở Trịnh Châu đã trở thành tiêu đề trang nhất của nhiều kênh truyền thông quốc tế, nhưng các phương tiện truyền thông chính thức lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng hết sức tránh né. Trong khi phương tiện truyền thông là tờ Nhân dân Nhật Báo đề cập đến lũ lụt ở Hà Nam, trên ấn bản thứ 7 nhấn mạnh rằng Hà Nam có lượng mưa lớn, nhiều nơi và các cơ quan ban ngành đã có biện pháp đối phó, truyền tải ra cả cái gọi là năng lượng tích cực. Đồng thời các kênh truyền thông chính thức đều quy thảm họa ở Trịnh Châu là do thiên tai, đặc biệt là chính quyền Hà Nam cố tình phóng đại quy mô lượng mưa, gọi trận lụt thảm khốc này là ngàn năm có một và thậm chí còn tệ hơn 5.000 năm có một. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy trận lũ lụt này là nhân họa, một thảm họa do con người tạo ra. Mực nước ở Trịnh Châu tăng vút theo dòng lũ ảo ạt. Một video trực tiếp về quá trình phát triển lũ lụt ở Trịnh Châu đã được người dân tải lên Internet. Qua màn hình video có thể thấy lúc mặc dù trời mưa to ở trung tâm Trịnh Châu nhưng không có nhiều nước trên đường, xe vẫn chạy bình thường. Tuy nhiên, chỉ trong hơn nửa giờ ngắn ngủi, toàn bộ con đường ở trung tâm thành phố Trịnh Châu bất ngờ bị ngập lụt. Nước trên đường dâng cao đã khiến một số xe buýt bị hỏng. Một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, trung tâm thành phố Trịnh Châu gần như trở thành một đại dương bao la. Tất cả các phương tiện bị ngập trong nước lũ đều hỏng hóc. Toàn bộ thành phố Trịnh Châu bị lũ tàn phá, xe cộ và người dân liên tục bị cuốn trôi bởi những dòng nước xiết trên đường. Từ nhiều đoạn video đăng tải trên mạng, có thể thấy dòng lũ ở thành phố Trịnh Châu đang ở mức rất cao. Có người phụ nữ tóc dài, người cha và con nhỏ bị cuốn xuống đường. Họ không thể đứng dậy mà nhanh chóng bị cuốn phăng đi. Và một số lượng lớn phương tiện cũng bị dòng nước lũ màu vàng cuốn trôi đi tứ phía. Tình trạng này hoàn toàn không giống như nạn ngập úng mà các kênh truyền thông của Trung Quốc tuyên truyền, mà dường như lũ lụt là do thay đổi dòng chảy của sông Hoàng Hà và xả lũ từ các hồ chứa. Trịnh Châu là vùng đồng bằng, bốn phía không có núi, địa hình bằng phẳng. Lượng mưa lớn thì nước sẽ dồn dần từ dưới lên trên gây ngập úng. Tuy nhiên, đã có một trận lũ lớn bất ngờ ập đến ở khu vực đô thị. Hơn nữa, dòng nước tăng vút đột ngột và chảy xiết, điều đó chỉ thường xảy ra khi xả lũ. Thật vậy, đến sáng hôm sau, hầu hết lũ ở đô thị đã rút, nhiều tuyến đường phố không còn nhiều nước ngập. Sự đến và đi vội vã này không phù hợp với đặc điểm của ngập úng, mà giống như một vị khách không mời vượt đỉnh lũ do xả lũ. Xả lũ mà không cảnh báo, thông báo chính thức dò gì, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc coi mạng người như cỏ rác. Thông báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị phơi bày trên Internet đã chứng minh cho việc xả lũ mà không cảnh báo của chính quyền. Tài khoản WeChat chính thức của Ban tuyên truyền Trịnh Châu đã đăng một thông báo rằng do lượng mưa lớn ở Trịnh Châu và lượng nước lớn ở thượng nguồn, tình hình kiểm soát lũ của hồ chứa Thường Trang Trịnh Châu rất nghiêm trọng.
bắt đầu xả lũ lúc 10 giờ 30 phút sáng, mực nước thực của hồ là 130,54m, mực nước vượt lũ 3,05m, mực nước cao nhất của ngày đã giảm 70cm. Điều này nghĩa là gì? Lũ sẽ xả lúc 10 giờ 30 phút sáng qua, nhưng đến 1 giờ sáng hôm sau mới phát thông báo. Đợt xả lũ kéo dài suốt 14 giờ mà không cảnh báo, đến nửa đêm mới được thông báo. Nhiều người có thể cảm thấy kiểu xả lũ không báo trước này tương đương với tội mưu sát giết người, nghĩ mãi không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại làm như vậy. Nhưng những người quá quen thuộc có thể đều biết rằng kiểu xả lũ không báo trước này là thủ đoạn thường ngày của chính quyền thôi. Trong những năm qua, lũ lụt ở nhiều khu vực là do xả lũ không báo trước mà ra, thậm chí lắm khi chính quyền còn bí mật mở đập vào lúc nửa đêm. Mặc dù không thông báo cho đại chúng biết về việc xả lũ, nhưng đối với các chức sắc trong hệ thống thì không thông báo tới nơi tới chốn. Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ? Vì sao xả lũ mà không cảnh báo? Chức năng cơ bản nhất và quan trọng nhất của nhân loại khi xây dựng các hồ chứa nước là ngăn lũ lụt và hạn hán. Vì vậy, thông thường các hồ phải xả nước vào mùa khô và trữ nước vào mùa mưa. Tuy nhiên, phòng chống lũ lụt và hạn hán là vì sinh kế của người dân, mà điều này chưa bao giờ là trọng tâm đáng suy xét của chính quyền Trung Quốc. Vì lợi ích kinh tế, họ vẫn tiếp tục trữ nước trong mùa khô thay vì phải xả nước, mục đích là muốn phát điện kiếm tiền quanh năm, nhưng lại hy sinh lợi ích của người dân. Do vậy, vào mùa mưa lớn, lượng nước quá nhiều bắt buộc phải xả lũ khẩn cấp, lại không báo trước, vẫn là kiểu bách tính phải hy sinh tính mệnh lẫn tài sản mà thôi. Vậy suy cho cùng, vì sao xả lũ mà không cảnh báo? Một quan chức giấu tên cho biết, nếu ban hành cảnh báo thì lũ lụt sẽ là một thảm họa do con người gây ra. Sau thảm họa sẽ phải đối mặt với vấn đề bồi thường cho dân chúng. Nếu không báo trước thì sau khi lũ lụt xảy ra sẽ quy về thiên tai, đẩy trách nhiệm cho ông trời. Điều này không chỉ ngăn cản người dân đòi bồi thường, mà dân tỉnh còn cảm ơn. Vì sao vậy? Bởi chỉ cần những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được cho một ít lương khô và mì gói thì họ sẽ mang ơn biết mấy. Có bao nhiêu người chết ư thì không thành vấn đề. Tình huống này không thể không khiến người ta liên tưởng đến Vũ Hán năm 2019. Sau khi đích thân trải qua những kết quả đau đớn về việc che giấu dịch bệnh, nhiều người dân ở Vũ Hán đã đi đến kết luận tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng khác nào chạy vào lò thiêu. Lại muốn đổ lỗi cho ông trời, số liệu như gáo nước tạt vào mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo số liệu chính thức của Trung Quốc, tổng lượng mưa ở Trịnh Châu trong 3 ngày này là 617,1mm, trong đó lượng mưa chủ yếu tập trung từ 8 giờ tối ngày hôm trước đến 8 giờ tối ngày hôm sau. Lượng mưa trong 24 giờ của ngày hôm đó đạt 552,5mm và ngày hôm sau lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ đạt đến 201,9mm. Đúng là dữ liệu về lượng mưa được hiển thị như vậy đã đủ gây sốc, nhưng mà ngàn năm có một không nên là một tuyên bố chính thức. Trên thực tế, Trịnh Châu đã thành lập trạm khí tượng chính thức đầu tiên sau khi Trung Quốc lên nắm chính quyền. Vì vậy, có một bản ghi chép lượng mưa chính thức tại thành phố Trịnh Châu tính đến nay chẳng thể quá 70 năm. Không ít người có thể biết về vụ vỡ đập tháng 8 năm 1975 xảy ra ở Chú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam vào những năm 1970. Theo dữ liệu chính thức, tại trung tâm mưa bão của thành phố Chú Mã Điếm, tổng lượng mưa trong 3 ngày này lên tới 1.605,3mm, khi đó lượng mưa lớn nhất trong một ngày 24 giờ lên tới 1.060mm và lượng mưa cao nhất trong 1 giờ là 218,1mm. Có thể thấy rằng lượng mưa ở Trịnh Châu lần này xét từ các chỉ số khác nhau đều không vượt quá lượng mưa 46 năm trước, thậm chí gọi là 50 năm mới có một lần cũng là chưa đáng. Cho nên cái gọi là ngàn năm có một chẳng qua chỉ là hành vi bán trời không văn tự mà thôi. Dữ liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn chỉ là trò hề cho dân chúng xem, không được coi là bằng chứng kết tội hành vi gian lận của nó, cũng giống như hàng chục nghìn quan tài được phân phát ở Vũ Hán. Cho nên mới nói những số liệu ma ấy đã trực tiếp tát vào mặt kẻ gian dối vô sỉ như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không có biện pháp phòng ngừa, không có thông báo, các nỗ lực cứu hộ không bằng duy trì ổn định. Nhiều người có thể hỏi, chính quyền đã biết sẽ có mưa lớn, tại sao không làm trước một số bao cát để ngăn lũ, đã biết đó là mùa lũ và xả lũ, tại sao không thông báo cho các phương tiện giao thông công cộng dừng lại? Nếu phương tiện giao thông công cộng của Trịnh Châu có thể dừng thời gian xả lũ này, thì bao nhiêu người đã không bị thiệt mạng? Khi một số lượng lớn người bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm, tại sao chính quyền không triển khai giải cứu kịp thời? Hơn nữa, vì để duy trì sự ổn định, chính quyền dễ dàng cử hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cảnh sát vũ trang để trấn áp mọi lúc.
Trong một trận lũ lụt lớn như vậy xảy ra ở Trịnh Châu, khi tính mạng con người đang bị đe dọa, chính quyền lại đến quá muộn, cuối cùng chỉ phái hơn 100 cảnh sát vũ trang đến giải cứu, hơn nữa còn vô liêm sỉ và trắng trợn khoe khoang về cuộc giải cứu trên báo chí truyền thông. Trận lụt hôm nay vẫn chưa hoàn toàn qua đi, vô số xác người chết trương vẫn còn trôi dạt nơi đó, nhưng các kênh truyền thông chính thức của Trung Quốc đã bắt đầu ca ngợi và truyền tải tinh thần ấm áp sau thảm họa. Trước giờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn giỏi và thành thục trong việc biến một đám tang bi thảm còn đang sờ sờ ra đó thành một sự kiện long trọng khác, chẳng hạn như bước tiếp theo là tiến hành thiết quân luật đường hầm kinh quảng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.